Thưa quý vị, cựu Ngoại trưởng Portas kêu gọi các đảng chính trị trong nước đoàn kết, một bản tin từ Lisbon. Một phó thủ tướng vừa được mới chỉ định nói rằng Bồ Đào Nha cần phải ổn định chính trị để hoàn tất chương trình cứu nguy và tập trung làm cho nền kinh tế hồi phục. Ông Paulo Portas đã từ chức Ngoại trưởng Bồ Đào Nha trong tuần trước, tạo nên cuộc khủng hoảng chính trị của Liên minh cầm quyền và tạo ra đe dọa cho chương trình cứu nguy 78 tỷ euro. Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau khi từ chức và gặp Tổng thống Aníbal Cavaco Silva, ông Portas nói rằng đang có những điều kiện ổn định Bồ Đào Nha, giá trị của sự ổn định không chỉ cần thiết cho sự cai trị, cũng cần thiết để hoàn tất chương trình cứu nguy. Thủ tướng Pedro Passos Coelho đã chỉ định ông Portas lên làm phó thủ tướng đặc trách phối hợp kinh tế để phá vỡ tình trạng bế tắc chính trị. Tổng thống Bồ Đào Nha đang gặp các nhà lãnh đạo đảng phái trong nước để chắc chắn cuộc khủng hoảng đã được giải quyết. Ông Antonio José Seguro là chủ tịch của đảng xã hội đối lập đã gặp tổng thống sau ông Portas nói rằng Bồ Đào Nha cần phải bầu cử sớm và cần phải có chương trình cứu nguy mới vì chương trình hiện giờ đã thất bại. Đảng xã hội đối lập đang dẫn đầu kết quả các cuộc thăm dò, mặc dù mãi tới năm 2015, Bồ Đào Nha mới phải bầu cử lại.